Kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình Sống với Dây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2020 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dời lịch thi đánh giá năng lực. Hà Nội xuất hiện ca mắc Covid-19 không rõ nguồn gốc. Đồng Nai xử lý việc trao bán đất trái phép trên mạng. Bản tin 6 giờ sáng nay của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca tại Quảng Nam và 1 ca tại Bạc Liêu được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam có 883 bệnh nhân, trong đó các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế. Hiện có 86 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần với virus SARS-CoV-2. Trên thế giới, tính đến sáng sớm nay thì dịch COVID-19 đã khiến cho 20.759.000 người mắc bệnh, trong đó 751.000 người đã không qua khỏi. Châu Mỹ vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, chiếm 54% tổng số ca bệnh trên toàn cầu, theo sau là châu Á, chiếm 25,5%. Chiều 12 tháng 8, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hội đồng thi đánh giá năng lực đã quyết định điều chỉnh ngày thi sang ngày 30 tháng 8 tại một số địa phương không có lệnh giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn cho các giáo viên và thí sinh trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Kỳ thi sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, An Giang và Nha Trang vào sáng Chủ nhật 30 tháng 8. Cụm thi tại Đà Nẵng sẽ được tổ chức khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, thời gian thi phù hợp với kế hoạch thi Trung học phổ thông đợt 2. Các biện pháp an toàn sẽ được đảm bảo tối đa, đo thân nhiệt, khử khuẩn ở các phòng thi, khẩu trang, bố trí các phòng thi dự trữ. Phương án sử dụng ứng dụng Bluezone để phát hiện tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19 đang được xem xét triển khai ngay tại cổng vào khu vực thi. Kỳ thi đánh giá năng lực phải đáp ứng 3 yêu cầu: nguyện vọng được tham dự thi của thí sinh đã đăng ký, mong muốn có thêm nguồn tuyển sinh tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học đã đăng ký sử dụng kết quả thi và đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho thí sinh cùng thầy cô tham gia công tác thi. Trong 3 yêu cầu này, đảm bảo an toàn sức khỏe là yêu cầu quan trọng nhất. Các công tác hỗ trợ Đà Nẵng về mặt y tế vẫn đang được ráo riết thực hiện. Chiều tối qua, đợt hàng thứ 2 là vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch đã được chuyển đến kho tiền phương đặc biệt của Bộ Y tế tại Đà Nẵng và sẵn sàng để phân phối tới các vùng dịch. Số hàng lần này bao gồm khẩu trang y tế, khẩu trang chuyên dụng N95, quần áo bảo hộ, vật tư y tế và trang thiết bị cần thiết. Hàng xuất phát từ kho tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó được Bộ Quốc phòng, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần phối hợp vận chuyển bằng tàu hỏa đến ga Kim Liên, Đà Nẵng. Bộ Y tế đã giao cho Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng phụ trách tiếp nhận, bảo quản và cấp phát theo yêu cầu của Bộ phận Thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng. Các đơn vị từ đó có thể sử dụng kịp thời, đáp ứng tiêu chí 4 tại chỗ trong phòng chống dịch tại đây. Còn tại tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết sẽ hỗ trợ tiền ăn cho toàn bộ người dân đang sinh sống trong khu vực phong tỏa cách ly với mức 40.000 đồng một người một ngày, trừ các đối tượng đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Thời hạn được hỗ trợ là trong suốt quá trình phong tỏa cách ly, kể cả trong trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian cách ly. Hiện nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam như thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An và các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn đang có hàng chục khu dân cư bị phong tỏa để phòng chống dịch bệnh. Chiều qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội nhận định có thể xuất hiện những ca nhiễm mới trên địa bàn trong những ngày tới do bệnh nhân số 867 không hề có yếu tố dịch tễ liên hệ với Đà Nẵng hay vùng dịch nào, tạm thời chưa xác định được nguồn lây. Mặt khác, một thống kê đáng lo ngại đã cho thấy là từ 40-50% ca mắc không có triệu chứng. Các chuyên gia nhận định phát hiện nguồn lây, ca bệnh là công tác quan trọng nhất hiện nay để ngăn chặn dịch lây lan. Bệnh nhân số 867 có địa chỉ tại Hải Dương đã đến khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện 108. Hà Nội đã xác minh được 14 trường hợp F1, trong đó 11 trường hợp có xét nghiệm âm tính. Ngoài ra, chính quyền thành phố lưu ý về ca dương tính nhập cảnh Nhật Bản từ Hà Nội cũng chưa rõ nguồn lây. Vì vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền người dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, không tập trung quá 30 người ngoài phạm vi công sở, trường học. Thành lập và duy trì triển khai tổ giám sát cộng đồng, vận động người dân tự cách ly, làm việc tại nhà đến khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Đến nay, Hà Nội đã lấy được trên 16.200 mẫu xét nghiệm PCR cho người từ Đà Nẵng trở về, trong đó hơn 11.000 mẫu đã âm tính. Trong ngày 12 tháng 8, thành phố cũng đã tiếp nhận thêm 207 trường hợp từ Đà Nẵng về và đang được cách ly tập trung tại trường quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang có thành phố Đông Hà đang áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố. Huyện Hướng Hóa và huyện Vĩnh Linh áp dụng theo chỉ thị 15, các huyện thị còn lại áp dụng theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp để áp dụng giãn cách xã hội an toàn. Toàn thành phố Đông Hà có gần 100.000 dân và đã ghi nhận 3 ca mắc COVID-19. Những ngày này, các lực lượng chức năng đang tập trung cao độ để chống dịch. Thành phố đã chỉ đạo thành lập các cái chốt để kiểm soát ra vào chợ, tiếp tục truy vết F2, F3 để có cái việc giám sát, khởi động và kích hoạt cả các khu cách ly tập trung mới. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đã xét nghiệm và có kết quả trên 14.000 trường hợp âm tính với COVID-19, dương tính là 6 trường hợp, 1 ca tử vong. Tỉnh cũng đã cách ly tập trung gần 550 trường hợp và cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú trên 2.000 trường hợp. Trong hôm qua 12 tháng 8, hai bệnh nhân 419 và 370 mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã được xuất viện sau 3 lần liên tiếp cho kết quả âm tính. Trong đó, bệnh nhân 419 là ca nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở địa phương này, còn bệnh nhân 370 là một chuyên gia người Serbia. Đây là tín hiệu vui trong quá trình điều trị các bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Ngãi. Thành phố Đà Nẵng đã bước qua đợt thứ 2 trong tháng 8 thực hiện lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Dù chính quyền đã tăng cường tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm với những trường hợp không thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội, vẫn còn nhiều người chủ quan lơ là, cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang hàng chục thanh niên tụ tập ăn nhậu tại địa điểm này vào lúc 1 giờ sáng, bất chấp đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Thanh niên tụ tập như thế này thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến công tác phòng chống dịch, là một cái mối hiểm nguy trong cái việc lây lan dịch bệnh. Đã không có ý thức phòng chống dịch rồi, không đeo khẩu trang, khi mà chúng tôi vào yêu cầu thì mới đeo khẩu trang lên. Phát hiện được thì đã kịp thời giáo dục răn đe và xử lý. Những vụ việc như thế này không chỉ gây khó khăn trong công tác kiểm tra, rà soát của các cơ quan chức năng mà còn gây bức xúc trong dư luận. Rất là nhiều cái biện pháp, trong đó có tuyên truyền vận động có xử lý. Tuy nhiên thì một bộ phận người dân là hiện nay cũng rất là bàng quan thờ ơ. Tâm lý chủ quan hay những hành vi thiếu trách nhiệm với cộng đồng cần được xử lý kiên quyết để không tạo thành cản trở cho nỗ lực chống dịch của toàn xã hội. Có một thư viện độc đáo và mới lạ đang được xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đó, thứ để trao đi không phải là sách mà là những hạt giống thuần chủng khỏe mạnh. Đây là những hạt giống có nguồn gốc rõ ràng, trồng kéo dài vòng đời qua nhiều mùa vụ, theo kiểu vườn rừng không độc canh. Thư viện lưu trữ hạt giống thuần chủng là dự án trong chuỗi hoạt động về môi trường của một nhóm bạn trẻ, kết nối với các nhà vườn với mục tiêu cùng phát triển nền nông nghiệp bền vững. Hiện nay, nhiều nhà nông thường chọn những hạt giống từ những tiệm bán hạt công nghiệp mà ít khi nghĩ đến việc chọn lại những hạt giống khỏe mạnh được thu gom lại từ mùa trước. Điều này sẽ làm giảm đi sự đa dạng sinh học của các loại nông sản. Trong cái thế kỷ trước, thì 94% cái hạt giống trên thế giới nó đã biến mất cái sự đa dạng của hạt giống. Bên mình mong muốn là sẽ tạo ra một cái cộng đồng và sẽ có nhiều người quan tâm đến cái hạt giống thuần chủng hơn. Hiện nhóm có hơn 20 loại hạt giống thuần chủng như hồ lô, rau dền, hạt sa chi, củ hồi, mướp đắng. Người đến nhận hạt phải cập nhật tiến độ trồng cây và cam kết nhận một hạt trao tặng 5 hạt lại cho thư viện để tiếp tục chia sẻ hạt giống trong cộng đồng. Nhóm vẫn đang liên hệ với các nhà vườn thực hiện trao đổi hạt để phát triển dự án. Ngoài ra, nhóm còn mong muốn được sự giúp đỡ tham vấn từ các chuyên gia để có được các kiến thức, kỹ năng để lưu trữ hạt giống một cách tốt nhất. Tiếp theo trong chương trình, xe buýt cán chết người tại quận 9. Phạt nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê khách sạn đánh bạc. Tối qua, trên địa bàn quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe buýt. Hậu quả, một người đàn ông ngoài 60 tuổi đã tử vong. Khoảng 18 giờ 30 phút, một người đàn ông chạy xe máy bản số 49/112342 trên đường Lê Văn Việt hướng từ ngã tư Thủ Đức đi ngã ba Mỹ Thành. Khi vừa qua khỏi chợ nhỏ thuộc phường Tăng Nhân Phú A, quận 9 thì xảy ra va chạm với xe buýt tuyến 55 chạy cùng chiều. Người đàn ông ngã xuống đường và bị xe buýt cán chết tại chỗ. Tai nạn khiến giao thông tại khu vực ùn tắc nghiêm trọng, đến gần 20 giờ hiện trường mới được xử lý xong.
Thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân mặc đồ bảo vệ, tuy nhiên trên người không có giấy tờ tùy thân. Hiện cơ quan công an đang trích xuất camera, tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Liên quan đến tình trạng rau bán đất tràn lan tại Đồng Nai, ngày 12 tháng 8, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này cho biết đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo lực lượng công an phối hợp xử lý những thông tin rau bán đất nền không đúng quy định pháp luật trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc phân lô bán nền trái phép và đề xuất các biện pháp khắc phục sau thanh tra tỉnh phối hợp kiểm tra kết quả xử lý của các địa phương đối với các trường hợp vi phạm. Sở cũng đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm trong quản lý đất đai của các tổ chức, cá nhân liên quan, đề ra chế tài mạnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn. Chiều qua 12 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng có liên quan về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và hành vi chế tạo, tàn trữ vũ khí quân dụng. Khi bắt giữ các đối tượng này, lực lượng phá án đã thu giữ 3 khẩu súng quân dụng và công cụ hỗ trợ cùng lượng lớn ma túy tổng hợp các loại. Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây, Công an tỉnh An Giang tiếp tục thu giữ thêm 4 khẩu súng quân dụng, công cụ hỗ trợ cùng hàng trăm viên đạn và một số linh kiện lắp ráp súng. Chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Công Mão, 45 tuổi. Đối tượng này đã chém một người suýt chết chỉ vì bị thua cờ. Theo cáo trạng, ngày 30 tháng 12 năm 2019, Mão uống rượu cùng một số người bạn tại nhà, trong đó có nạn nhân là anh Trịnh Văn Khuê. Sau đó, Mão cùng anh Khuê chơi cờ tướng. Do bực tức vì đánh cờ thua, đối tượng này xô xát với hai người đứng ngoài đã chỉ nước đi là Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Quốc Hải. Sau một phen hỗn loạn, tên Mão đã dùng dao chém nhiều nhát vào anh Khuê đến khi ngã xuống nằm bất động trong vũng máu. Anh Khuê sau đó được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sót. Tại phiên tòa, Mão đã bị tuyên án 7 năm tù giam về hành vi giết người. Liên quan đến vụ triệt phá nhóm người Trung Quốc thuê khách sạn tổ chức đánh bạc qua mạng, Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế vừa quyết định phạt hành chính 140 triệu đồng và cho biết sẽ hủy thị thực một nhóm đối tượng này xuất cảnh về nước. 7 công dân quốc tịch Trung Quốc đã vi phạm quy định hành chính người nước ngoài nhập cảnh hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Mức phạt tiền là 20 triệu đồng một người, 7 người là 140 triệu đồng. Quyết định cũng yêu cầu các công dân Trung Quốc nêu trên phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Các công dân này có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật. Trước đó, nhóm 7 người Trung Quốc đã thuê khách sạn ở Huế, sau đó tổ chức đánh bạc trực tuyến với những người Trung Quốc khác thông qua website và máy chủ đặt tại Philippines. Chứng từ điện tử ghi nhận vào thời điểm bị bắt giữ là trên 35 tỷ đồng. Ở phần thông tin quốc tế, COVID-19 làm ảnh hưởng khả năng chống các bệnh khác. Bugatti ra mắt xe hơi cho trẻ em. Cảnh sát Costa Rica xác nhận đã thu giữ hơn 1 tấn cocaine được cất giấu trong một container chở trái cây. Theo nhà chức trách, tổng giá trị của lô hàng có thể lên tới hàng triệu euro nếu lọt ra thị trường. Bộ An ninh Quốc gia Costa Rica cho hay, lực lượng phòng chống ma túy của họ phát hiện ra cargo hàng hóa khả nghi khi họ đang kiểm tra các container tại cửa khẩu. Đơn vị kiểm soát ma túy của chúng tôi bắt đầu kiểm tra các thùng chứa theo từng hồ sơ một. Đơn vị đã phát hiện ma túy trong cargo hàng trái cây nội địa, cụ thể là trái sứa đang trên đường tới Rotterdam, Hà Lan. Chúng tôi đã tiến hành đếm các chiếc túi được ngụy trang bên trong và tìm thấy 918 gói cocaine hydrochloride nặng khoảng 1,2 tấn. Kể từ đầu năm nay, đây là vụ triệt phá đường dây buôn lậu ma túy thứ 9 được ghi nhận tại Costa Rica, nâng tổng số ma túy bị thu giữ tại nước này lên hơn 9 tấn. Tổ chức Y tế Liên Mỹ PAHO vừa cảnh báo dịch COVID-19 đã làm hạn chế khả năng ứng phó của các nước châu Mỹ với các dịch bệnh lây nhiễm khác, ảnh hưởng tới chiến lược xóa bỏ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do muỗi gây ra như là sốt xuất huyết và sốt rét. Theo số liệu của tổ chức PAHO, trong 2 tháng đầu năm nay, số ca mắc sốt xuất huyết tại châu Mỹ đã tăng gần 140% so với cùng kỳ năm ngoái. Với sự xuất hiện của dịch bệnh COVID-19 từ tháng 3 năm 2020, các báo cáo về bệnh lây truyền qua mũi đã giảm hơn 40% và số người đi xét nghiệm các bệnh này cũng đã giảm sút đáng kể.
Bà Hồ nhấn mạnh, các bệnh truyền nhiễm qua mũi như sốt xuất huyết và sốt rét vẫn tiếp tục tồn tại ở châu Mỹ, và nếu không được phát hiện và điều trị sớm, các trường hợp nhiễm bệnh do mũi gây ra có thể chuyển biến xấu và tử vong. Kế hoạch du lịch châu Âu mùa hè của nhiều người đã không thể thực hiện được vì đại dịch COVID-19. Nhưng tại Nhật Bản, một công ty du lịch đã rất nỗ lực giúp khách hàng của mình thỏa lòng mong ước bằng cách sử dụng công nghệ thực tế ảo VR. Công ty giải trí First Airlines ở thủ đô Tokyo đang thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân trong nước. Dịch vụ mà họ cung cấp là du lịch thực tế ảo đến châu Âu, cụ thể là trải nghiệm ngồi máy bay khoang hạng nhất và chiêm ngưỡng khung cảnh trời Âu lãng mạn. Tôi thường đi công tác nước ngoài nhưng chưa đến Italia bao giờ, và khi thấy có dịch vụ du lịch thực tế ảo này, tôi muốn trải nghiệm và thấy rất ấn tượng vì cảm giác rất thật. Du khách ngồi trên ghế hạng nhất trong cabin máy bay được mô phỏng, nơi họ được phục vụ đồ ăn và thức uống với tầm nhìn ra bên ngoài. Trải nghiệm cất cánh và hạ cánh đều mang lại cảm giác vô cùng thật. Cũng nhờ vào kính thực tế ảo, du khách sau đó sẽ tiếp tục hành trình trải nghiệm mùa hè trời Âu tại các địa danh nổi tiếng. Nhà sản xuất xe hơi hạng sang Bugatti vừa hợp tác với công ty Little Car có trụ sở tại London, Anh để cho ra mắt những chiếc xe điện mang tên Bugatti Baby 2. Và đúng như tên gọi thì dòng xe này không dành cho người lớn mà là cho trẻ em. Bugatti Baby 2 là phiên bản thu nhỏ của chiếc xe Bugatti Type 35. Nhiều chủ xe Bugatti yêu thích nó tới nỗi muốn có một chiếc xe dành cho con của họ. Đây là lý do khiến công ty tạo ra 500 chiếc Bugatti Baby 2 để thỏa lòng của các chủ xe. Bugatti Baby 2 chạy bằng điện có 3 phiên bản, trong đó phiên bản rẻ nhất có giá 35.000 đô la Mỹ với 2 chế độ lái, gồm Novice với vận tốc 19 km/h và Expert với vận tốc 48 km/h. Hai phiên bản còn lại là Vitesse và Pursuit với mức giá lần lượt là 50.000 đô la Mỹ và 68.000 đô la Mỹ với vận tốc tối đa là 67 km/h. Tùy thuộc vào trọng lượng của người lái mà xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng 6 giây. Thông tin trên đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.